Thị trường thực phẩm nhập khẩu đang chứng kiến sự bùng nổ của các sản phẩm cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. GoFood với sứ mệnh mang đến những trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp đã khẳng định vị thế tiên phong trong việc lựa chọn và phân phối những sản phẩm cao cấp có nguồn gốc rõ ràng từ các nền ẩm thực hàng đầu thế giới. Ra đời từ năm 2016, GoFood đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu thực phẩm nhập khẩu uy tín nhất tại Việt Nam. Với tư cách là đối tác chính thức của Hiệp hội Xuất khẩu thịt Mỹ, GoFood tự hào cung cấp các sản phẩm thịt bò Mỹ chất lượng cao, từ hạng choi trở lên, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, sự tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong khâu bảo quản và trưng bày sản phẩm là chìa khóa giúp GoFood giữ vững tiêu chuẩn chất lượng. Từng khay thịt được kiểm soát nghiêm ngặt để mang đến trải nghiệm mua sắm an toàn và tin cậy. GoFood là một đối tác vô cùng quan trọng của Hiệp hội Xuất khẩu thịt Mỹ trong cái việc mà mang cái sản phẩm thịt Mỹ chất lượng đến tới cả người tiêu dùng Việt. Thì hiện tại thì cái dải sản phẩm bò Mỹ ở tại GoFood có khá là đa dạng, phục vụ đầy đủ nhu cầu từ nướng, lẩu cho đến những cái nhu cầu liên quan đến steak hay là thậm chí là những cái món thuần Việt nữa. Ngoài ra thì mình nghĩ cái đặc điểm nổi trội nhất của GoFood đấy là nhãn hàng lựa chọn những cái phần thịt vô cùng chất lượng để mang đến tay người tiêu dùng cũng là từ các cái thương hiệu rất là lớn ở Mỹ, ví dụ như là CAB hay là Snack Real Farm. Sự hợp tác giữa Hiệp hội Xuất khẩu thịt Mỹ và GoFood sẽ không chỉ đảm bảo chất lượng và nguồn gốc thịt bò Mỹ được cung cấp đến tay người tiêu dùng Việt Nam mà còn nâng cao nhận thức về giá trị của sản phẩm. Điều này giúp tăng cường sự tin tưởng và tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận với các sản phẩm thịt bò chất lượng cao hơn, từ đó góp phần phát triển thị trường và nâng cao tiêu chuẩn tiêu dùng tại Việt Nam. Để tạo nên sự khác biệt trong cách duy trì chất lượng sản phẩm, thì GoFood luôn tuân thủ nguyên tắc 3P. Đối với chữ P thứ nhất là về sản phẩm, thì GoFood chúng tôi lựa chọn các sản phẩm tinh hoa từ các nền ẩm thực mang tới tay người tiêu dùng. Và mọi sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch từ những đối tác uy tín hàng đầu trên thế giới. Chữ P thứ hai là process, thì tại GoFood, mọi quy trình sản xuất và phân phối đều theo dây chuyền và công nghệ hiện đại, khép kín, luôn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và theo tiêu chuẩn HACCP. Và chữ P cuối cùng tôi muốn nhắc đến ở đây là people, con người. Thương hiệu chúng tôi luôn coi khách hàng là tài sản quý giá nhất. GoFood rất chú trọng tới yếu tố sức khỏe và lắng nghe các phản hồi của khách hàng để đảm bảo là mỗi lần khách hàng trải nghiệm là một lần hài lòng. Và cùng với đó thì đội ngũ GoFood sẽ được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp về sản phẩm và kỹ thuật pha lóc. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng, GoFood luôn không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác để mang nhiều thương hiệu cao cấp hơn nữa về tới hệ thống. Từ đó khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận những sản phẩm tốt nhất với mức giá hợp lý. Với sự tận tâm và không ngừng đổi mới, GoFood đã và đang không ngừng nỗ lực để kiến tạo một hệ sinh thái thực phẩm bền vững, nơi mà người tiêu dùng có thể yên tâm lựa chọn những sản phẩm chất lượng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống cộng đồng.